X4 Ultimate có giá bán từ 705 triệu đồng đối với bản một tông màu đen trắng và 710 triệu đồng dành cho bản hai tông màu đỏ đen vàng đen. Vốn định vị là bản cao cấp nhất nên phiên bản Ultimate cũng được trang bị thêm nhiều tính năng. Nổi bật nhất là hệ thống an toàn chủ động Mitsubishi Moto Safety Sensing, bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống đèn pha tự động, hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành, hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo khi có phương tiện cắt ngang khi lùi. Hệ thống âm 8 loa bao gồm loa Twister hai bên cột A, loa âm trầm ở phía trước và loa đồng trục ở cửa sau. Người sử dụng có thể tùy chỉnh nhạc theo sở thích và tâm trạng với 4 chế độ âm thanh khác nhau. Chức năng cốp chỉnh điện cũng là tính năng nâng cấp so với các phiên bản trước. Động cơ xăng 1,5 lít kết hợp với hộp số vô cấp và hệ dẫn động cầu trước, sinh công suất 104 mã lực, mô men xoắn 141 Nm. Xe có 4 chế độ lái, gồm đường trường, đường ngập nước, đường sỏi đá và đường bùn lầy. Phiên bản Ultimate sẽ chính thức được bàn giao đến tay khách hàng từ ngày 18 tháng 6 năm 2024, chính thức hoàn thiện giải sản phẩm của X4. So sánh trong phân khúc B CUV, giá bán của X4 Ultimate nhỉnh hơn mức giá 699 triệu đồng của Hyundai Creta phiên bản cao cấp, Honda HR-V bản G và Kia Seltos phiên bản 1,5 lít Luxury, đồng thời cao hơn 55-60 triệu đồng so với Toyota Yaris Cross bản xăng cấu hình tương đương.